vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục suy niệm lời Chúa Chúa Nhật hàng tuần. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng thánh. Hầu đã tỏ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi đến tất cả mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe tin mừng Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024. Chúa Nhật tuần 4 thường niên, phụng vụ 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Họ vào Ca-phác-na-um và tức khắc ngày hưu lễ, Ngài vào giảng dạy trong hội đường và người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài, vì Ngài dạy dỗ họ như đứng có uy quyền chứ không như các ký luật. Ngay đó trong hội đường có người bị thần ô uế nhập, nó hét lên rằng: Giêsu Nazareth, chúng tôi với Ngài nào có việc gì? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết Ngài là ai, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy cất đi và ra khỏi người này. Và thần ô uế dằn vật người ấy và thét một tiếng lớn, nó xuất khỏi người ấy. Và mọi người đều kinh hoàng, khiến họ bàn tán với nhau rằng: Thế nghĩa là gì? Thật là giáo huấn mới, một cách có uy quyền. Ngài truyền khiến được cả thần ô uế và chúng vâng lời Ngài. Và tiếng tăm Ngài tức khắc lan ra mọi nơi, đến khắp vùng lân cận xứ Galilee. Suy niệm: để công cuộc truyền giáo trổ sinh hoa trái, giáo hội mời gọi chúng ta được đổi mới về lòng nhiệt thành, về phương pháp và về cách diễn tả đối với công cuộc truyền bá phúc âm. Khi Đức Giêsu giảng tại hội đường Ca-phác-na-um, thính giả rất ngạc nhiên vì lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Sự đổi mới này không phải tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi chúng ta phải dành thời giờ học hỏi, nghiên cứu về Chúa Giêsu như nội dung giảng dạy, về tình trạng văn hóa xã hội của người Việt Nam như là đối tượng nghe tin mừng, và nhất là phải cầu nguyện để Chúa Giêsu truyền thông cho ta quyền năng của Ngài. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn phù trợ cứu giúp chúng con. Cảm mến hoa khúc ca tạ ơn, hoa khúc tạ ơn, muốn con tim hoa khúc ca tạ ơn. Chúa.
cuộc sống hòa khúc ca tạ ơn.